Reading đọc mình tú hay và toàn tiết dương miền grammar đọc prime mình tú hay dương miền vocabulary ní cứ đọc prime mình tú tiết cho mình xem subscribe mình tú hay dương miền writing đọc mình tú phần tay chấm nói tiếp nhau một lượt vô bị bay chấm nói cứ theo từng reading grammar hay dương vocabulary chấm nói chỉ mỗi cứ về dương bao nghĩa xa dương nào phim nó cứ dương nâng tầm râu, bố nâng tầm râu, trơ ma nâng râu ai bầm pinh chân lọc, dô phía khu nông bọp nâng bầm pinh cho khu nông chân lọc na môi đẹp trăm trâu thử đẹp xa xa một phút nâng khu nông át bọt dương ni nhưng chẳng ca thơ tay bẹp ni cứ xâm khăn nó cứ bôn trâu chế phía nâng trâu chế phía nâng khu nông bọp ni phía khu nông lưu khu nông bọp ni bôn trâu chế, bôn trâu chế cho bọp bôn ở chế của mày. Ok, bà bà chế vì chụp ảnh hả? Chị thông ná, các bước tế, vì tay như mình có lại khá là dương chế, có lại khá là dương ạch chế. Bạn tay vì chị rương đài là ô bằng phát bà tân dịp ôn chế, ạ tầm nây này bịa tầng ổn ní nó khá nông. Chị bàn ạ tầm nây rồi bỏ bịa tầng ổn ní, ạ tầm nây bịa tầng ổn ní nó khá nông bỏ ạp đầy cái ai mà nằm. Chẳng vì cứ chị rương đài là ô bằng phát. Bạn bà dương ảnh miên tế, nâng cứ thật kịp xây. Chẳng bà xanh chị dương ạch chế bịa tầng ổn ní vì chụp ảnh hả bàn tay tuổi tay, bàn tay dương trâu chế viên quầy. Dương trâu viên quay, dương trâu chạc quay tha. Dương trâu mơ lưỡi tiết. Dương mơ tờ lỡ. Tại tao tên sentence structure. Tại tao tên sentence structure. Tại tao tên collocation. Tại tao tên verb pattern. Tại tao tên phrase or verb. Đại dương lọc riêng khá khá nó dương thử xa mây về khởi. Hay bà tân dì dương mình score ở tầm đây này biệt nó bỏ tầm ổn này tế. Hay được biệt khá là dương mình score ở tầm đây là bỏ biết. Dương ai tia dì part of speech bỏ biết. Dương ai chẳng nằm, ai recognize bị part of speech bỏ biết. Cái này dì score bị part of speech đang là bị chỉ noun, đang là bị chỉ verb, đang là bị chỉ adjective, đang là bị chỉ adverb máu. Anh ấy có bị ai chua dương bàn trả đài. Bố nó không verb pattern, cái này dương chê bị đồng rộng verb pattern. Hay dương đang part of speech bỏ biết tầm ổn này. Nếu dương ai đã viên bán, dương tích có 5 tập từ. Phải tập ram phía rồi để ai thành trừ, để ai thành trừ. Chẳng, lâu dùng mượn đi. Dùng đoàn chứa cứ supermarket marketing. Supermarket marketing. Chẳng bạn đã cao thua chùm nối lửa tiếp xa. Tùm nợp. Lâu dùng mượn bịa không bỏ ọp ní, tao bịa bà má này bọn trẻ. Chẳng bịa tìm mối đi dự án thá. Manager. Managers. Right, managers. Bịa đi bí cứ. Make. Make. Bịa đi bây cứ. Lưu, lưu, thì bốn, decide, 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 bị đi prime từ else, else, thì bà mối, slow, slow, thì bà mối, sales, sales, thì bà mối, fast, fast, bà mối, stay, nâng thì đáp cứ shopping. Ok, shopping. Ok, chắc là chưa tốt bê là cái chấm tốt bê là nè. Nghĩa mơ bịa tiền ở này. Mùi práo. Hay rộp át này bịa khá nông dạ bê mùi tí. Tại dịch chê bịa bà màn. Ok, hãy cho nông an lựa át bọt càng cọng này. Nhá, supermarket marketing. Chắc là bê là dương. Thuật tay bèm này. Quả bấy cứ trấu an át bọt an bịa này hả. Chỉ môn sân. Swain dulu di atas naik berpikir di jemun san. Swain dulu di atas naik di swain dulu di pas pergi juga jemun san. Betul matiat yang terakhir an atau bot ni. An atau bot ni ban yang hal nak kau mui job dah. An dah jauh jatuh dah yang hal nak ban mui job dah. Dan bayi kau mui jalan. Nampak mui jalan. Jeng. Dah. Jangan dah. Jeng. People in cities all over the world shop in supermarkets. How do they? What to buy? How do supermarkets have people decisions about what food and other items to buy? How do you decide what products to buy when you go shopping?
When you enter the supermarket, you see full of food. You walk in the between the shelves, pushing your cart. You probably hear soft music in the supermarket. This kind of music is playing to relax you and supermarket. Make you walk slowly. Playing to relax you and make you walk slowly. You can hear the music. You will probably walk quickly and the supermarket after a short time. Supermarket know that if they play slow relaxing music in the store, people will probably longer and buy more food. Okay, chẳng ở bát dương và phần này nè ở bát dương và phần này đó chẳng là mở bị càng lơ má hay một phần cho nè ở bát dương chẳng mơ và ta bị na cua tai bầm pin nơi cái nông phần lọt nè nè bị na cua tai bầm pin nông phần lọt nè. Ok, ta, mình tì. Bên đi chạp đàm chứ chẳng chậm lời tại lỡ chạp đàm bình lời lỡ bị manager manager dùng bỏ prai thầm ấy manager kể manager dùng prai thá nè group grow nè manage group grow là manager nè group grow bị make make your verb dùng prai thá thu rưu bằng cờ bị tỷ bấy bị thá lưu lưu dùng prai chạ chành rồi chân bị cái lại nè mùi bịa thì bốn design chữ verb đấy dùng prai thang sầm rạch chất bịa thì pram else cứ chỉnh não dùng prai thang plơ đá bịa bình to cứ bịa thang slow dùng prai thang dứt bịa này cứ cells này dùng phải ra nơ dùng ra việc đại văn đấy nè bị bình tốt cứ bị fast bị fast này dùng phải ra lươn thì nhộp thằng thân nhưng mà bị stay này dùng phải ra nơ bị dùng cái cứ bị ra shopping nên shopping dùng phải ra cái tên như văn nhưng mà cái tên như văn tại tên cái đó tên như văn shopping chẳng vì chưa rắn chẳng và tên chưa rắn như thời gian ta và sẵn tùm rung chưa rắn vì ai đã tùy subject bán tùm rung chưa rắn vì ai nơi bị cởi ở đây có đạo bị mốc nào mình tiết là mấy khai cho cầm phao nào tùm rung chưa rắn vì ai nơi bị cởi preposition nế chẳng lời chạp đầu people in the city all over the world shop in supermarket. How do they what to buy? Chẳng chấm nói cái lại nè. Cứ dư trâu đã verb. How do they chẳng tầm rung verb ở tầm rung sầm nua cả nà. How rưu đập dùa question nâng. Thở đạo bình mục kê và toàn chết đạo xí và toàn đạo subject. Chẳng toàn subject cứ thở mình verb vậy. Chẳng lẽ nè verb, ta verb vậy. How do they what to buy? Ta bộ kê away the trời tình chẳng bị kì. How do they? Ok, chẳng bị đại diện trời bằng phấn như cư bị thá. Decide. Right? Decide. Chẳng how do they decide what to buy? How do they decide what to buy? Chẳng dùm lại cứ đi. Decide. How do they
decide what to buy. How do they decide what to buy? Chẳng phía dùng bánh cứ phía là đi decide. How do they decide what to buy? Ok, ta bố kê xâm ra chất thật tên nhờ vậy mỗi người đòi là biết mày. Đó tiết chẳng, people in the city all over the world shop in supermarkets. Mà nó đã nơi khăn tì krong, nơi vật đà tì krong nế nế, nơi chung mình phục lộ tình ớ cứ đa tên nhờ vắn ở khăn supermarket. Ta bố kê xâm ra chất thật tên nhờ vậy đòi là biết mày. How do supermarket have people decisions about what food and other items to buy? Ok, chẳng decision. Chúng ta biết một decision. Decision, ca xâm ra chất. Chẳng biết đại trâu một phần như cứ biết ra make. Ok, chẳng này cứ make decision. Make decision như bài thác thua ca xâm ra chất nữa. Rồi có xâm ra chất ta mà đòn make decision. Make decision. Make decision như bài thác xâm ra chất. Xâm ra chất. Make decision. Xâm ra chất. Young happy people make decision about what food and other item to buy. How do you decide what product to buy when you go shopping? How do you decide what product to buy when you go shopping? When you enter the supermarket, you see full of food. Chẳng là bây giờ dừng cho được xa tầm nớp, dừng khơi full of food. Bố bên đã đòi à hà. Ai kia, dừng khơi cái này bố bên đã hà, vấy được đã hà nó. Nhưng là chăm ta vấy được đã hà. Nhưng cái thà ở quấy ra cái đạ hà, chẳng ở quấy ra cái đạ hà nữa. Cứ dừng đạp biệt năng mà, chẳng biệt gì. Cứ biệt hả? Shells, very good, shells. Chẳng biệt này dừng đạ, shell. Shells. Ok, chẳng you see shell full of food. Yeah, nè đừng khớn. You walk in the between the shelves. Okay, chẳng dừng đá tạm nè. Thòm đá dừng mà đá tạm thân nữa, dừng đá tạm phấu. Nơi chẳng lọt shell shell thân nữa được tu đại văn nè. Rồi chẳng lọt tư đại văn. Tu đại văn được thân nữa đại văn nè. Chẳng dừng đá tạm nè. Cứ đá tạm else, right? Else. You walk in the aisles between shelves. Okay, you are in the aisles between shell. Pushing your cart. Pushing your cart. Đòi cá rún. Rất tế là bạn nè. Chẳng rất tế hay kì. Rất tế này cứ rất tế đã tầm nânh nhưng rất tế. Ở đây dương đã tầm nânh đại văn dương nâng tênh nập xa tầm nửa chẳng. Nhưng đại kìa. Cứ biết á. Shopping cart. Ok, rồi tế đã tùm đánh nâng. Rồi tế đã ở văn ở dưỡng tên nâng môn giờ được kết lưới nâng. Cái hạ đó shopping. Shopping cart. Ok. Ok, shopping cart. You probably hear soft music in supermarket. Nè, bà hà chỉ lưu soft music in supermarket. Nè, bà hà chỉ lưu xâm lên đầm trầy cái chạc tôn hay mà chết đó in the supermarket chẳng cần hát xâm lấy tôn vì mình lạc nạ thả mây kể dưới bằng hai bị lạc nạ rồi bỏ đầm trầy đầm tiệt mà nâng chẳng soft hay khẩm má chẳng lại ní cứ biến ní cơ chỉ additive đài ná chỉ additive đài modify biến additive biến noun music nì chẳng soft kì biến nà tiết additive chẳng biến biến là chỉ additive cứ slow hay nâng fast. Chúng ta bây giờ soft music chúng ta đã fast rồi slow. Ok, chúng soft music thì thông đại với slow, right? Soft slow music. You hear soft slow music. Ok, nét nâng lưu đơn trái đã chạm dư dàng sập tuần in the supermarket. This kind of music is playing to relax you and make you walk slowly. If you hear the music. Ok, bây giờ bây giờ hear the music. Chắc như mơ cái này nè. Nếu music, chẳng music cái chân nào, chẳng lại nếu you hear the music, chẳng the music cái chân nào này, cứ chỉ object là bảo bị hear này hay. Chẳng, chẳng phải lo, bảo bị object. Biết thật lại cái này, ta bị say để nâu bị một object này bạn. Chẳng
chẳng vì bạc bạc chứ mình mang chỉ verb hơi vì mình verb đi hơi hơi vì bạc chứ ai ghê vì ai chỉ noun nữa vì ai chỉ adjective vẫn như thoa mà đá cứ vì chỉ adjective vì modify noun music này chẳng nơi vì một object đã chỉ noun được pronoun vì tay chẳng biến up adjective vì một vì nè được gọi mình adjective của bạn bạn bạc thân chưa cái lại thông bánh viên thảo đã chỉ adjective chẳng biến này adjective chẳng biết ha false mình mang dương đã tại adjective ở tại adjective đã thì phần tái dương thở mưa thay tầm nồng chẳng gì thoa mà pia adjective fast này với tới mùa đông music chẳng fast music ban đàn trai để chạy nhọp nhọp được run turn nhé you hear fast music you hear fast music you hear fast music you will probably walk quickly and the supermarket after a short time chẳng person nè lưu đàn trai để chạy nhọp nhọp nè phải hai chân nâng đào dạng lươn hai nâng máy tiết hai nâng nít chụp bớp tiết hai nâng máy the supermarket after a short time supermarket bắt tỏa bây giờ bê môi đọc clay chẳng lại ní chụp bớp chẳng bớp nó bị ếch tiền bớp chứ mình bị stay mình bị live ok chẳng mình chạy tránh hai nâng bị tha nữ chúng ta dừng nỡ được tranh về đa dư đa lươn chẳng chẳng cứ biển này cứ dương được đa tranh walk quickly and leave the supermarket walk quickly and leave the supermarket after a short time after a short time ok leave the supermarket after a short time supermarket know that if they place low supermarket chẳng cái này ní supermarket ní cứ chỉ subject chẳng no ní cứ chỉ verb chẳng bà sân chia supermarket ní cứ chỉ verb sorry supermarket chỉ subject hay no chỉ verb chẳng bà lá ní chấp ba chỉ admin ấy thế bà lá ní chấp ba chỉ subject này chẳng mà này ta cứ chia chỉ noun mới tiệt đấy chấp ba chỉ noun mới tiệt đấy ô noun subject bán lúc ra chỉ gì noun rồi có chỉ compound noun rồi có chỉ noun phrase chẳng nào chẳng bà supermarket ní chẳng lẽ chúng ta chỉ noun tiền à đồng bây giờ lại chỉ compound noun đa tôi subject rồi bao verb noun này chẳng ram noun tiền mà supermarket này kìa ok chẳng bị đề bình top cứ supermarket managers supermarket managers và này thá nè group group xa tùm nợp nè group group xa tùm nợp supermarket managers know that ai dừng mơ phong bị đến cứ knows chẳng nói đằng chẳng miên tâm nữa thế để ai đằng thả vài mùi chẳng dương đã bị để xong trò với cứ supermarket managers nè group group xa tùm nơ know that if they play slow relaxing music in the store people will probably bị trong cái cứ probably nè will probably chẳng nói probably chỉ adverb will cứ chỉ modal verb chẳng lại nói chỉ ba chữ verb vậy chẳng bị cái đàn đầu to trong cái verb cứ bị thả stay okay stay longer and buy more food okay chẳng lại nếu dương tạm mày there are people in the city all over the world in a supermarket people in the city all over the world shop in supermarket how do they decide what to buy how do supermarket have people make decision about what food and other item to buy how do you decide what product to buy when you go shopping? When you enter the supermarket, you see shelves full of food. You walk in the aisles between the shelves, pushing your shopping cart. You probably hear soft, slow music in supermarket. This kind of music is playing to relax you and make you walk slowly. If you hear the fast music, you will probably walk quickly and leave the supermarket after a short time. Supermarket managers know that if you play slow relaxing music in the store, people will probably stay longer and buy more food. Okay, chẳng lấy chọc thì mới ông phê reading, ông phê reading chẳng ông phê reading như thời thời chẳng nhé, như thời chẳng thời cận chẳng thì mới bây giờ chép bị thua thế, hai bờ thì phí bây giờ ở chép bị nhưng thời rốt, I score bị part of speech của bia đảm bài dương prae khăn tùm rung verb này tùm rung ví dụ này bàn trầm trờ biết khá ví dụ khá lại bàn subject biết khá ví dụ khá lại bàn verb biết khá ví dụ khá lại bàn
modifier vi bạn additive dương mau nên thờ dương đại vi bạn trầm trầm trừ ok à lấy dương chop tại tên nâng reading hai à lấy dương mơ chấm nói tiếp và dương cứ tại tên grammar bất tại tên grammar vi nghe rồi để ở dương tu lọp che tu lọp chăm grammar nâng vi nghe phố biết vi chân mau chăn phố bạn vi chăn vi sầm bộ bài bằng grammar ở dương tu lọp liên chúa cứ dương ai rồi các bạn nhận trầm trừ dạng nghe nhé đó lấy dương mơ grammar là nấy ra choose the correct answer A, B, C, D that best complete each sentence. Chẳng ai chơi chậm lại trầm trừ. Chẳng muốn đừng mới những từ an instruction này cho bạn nhé. Ai ai thua ai. Chẳng ai chơi chậm lại trầm trừ. Giờ số A, B, C được cái D. Đảm bảo mình không bị dùng để bàn trầm trừ. Lời tìm mùi. Marie does not like seafood. Her sister. Marie does not like seafood. Her sister. Chẳng cái miền biệt là mày. Neither does. Either to. Neither did, either does. Okay. Chẳng tùm rung là cả đợt xe bài này cứ gà ta negative agreement. Negative agreement nè. Chẳng vào negative agreement. Ngạc lại ní not like, does not like. Marie mình cho chất aha xâm mọt tê. Hay her sisters. Bà nè nè. Ôn trai bỏ niếng con mình cho chất aha xâm mọt đài. Bà nè ta cường xâm mọt. Chẳng Marie mình cho chất cường xâm mọt. Hay ôn trai bỏ niếng con mình cho chất cường xâm mọt đài. Mình cho chất đôi khi nè. Chẳng bây giờ mình cho chất đôi khi ta dùng pra bị ấy đồng bình dạy khai lầy cứ dùng pra neither does ok neither does chẳng chậm lại trầm trời cứ a neither does chẳng chậm lại cứ neither does chẳng chia thoa mà đá bây giờ dùng pra khăn ông negative agreement nếu không nghe theo agreement dùng prapi p dùng prapi chẳng nếu dùng p đại kia Marie does not like seafood anh neither does her sister neither does his sister bạn đây đó her sister doesn't like seafood either chứ gì ai prapi neither có bán either có bán bạn đã bây giờ prapi neither dùng prapi neither bộ gì mới oxy máu hay bộ gì mới nâng subject nè bộ gì mới nâng subject chẳng bạn này did dương đã neither did mình trâu tên neither did đã ai kì đã xa ta neither did oxy did nè nó không past tense tại nhưng mà vô khẳng đám nè Marie does not like cứ chỉ present simple chỉ present body simple present chẳng oxy with does chỉ simple present chẳng dương đăng thả năng chia ca present simple chẳng bởi ca present simple dương trâu dốc oxy chia simple tense năng mọc prao bình chẳng neither does her sister ở prao neither did her sister thì phần này còn phá chẳng ở trâu một ví dụ khám mục chẳng vì ở đặc rì kì chẳng dừng phá a neither does her sister rất có những ai phá một dạng bàn thá her sister dừng phá her sister chẳng doesn't like seafood either chẳng vì dừng phá either đã either nó khăn chống ví dụ vậy ok con tiếp đi my father for Japan tomorrow German is living in live mean has left and mean lives chẳng chậm lại mean 4 cứ is living live has left and lives chẳng giờ mà ta mới nói chứ chậm lại trầm trừ ở đây mới chậm lại đây mình ai giờ bán cứ mean pi chậm lại thì mới cứ bí mình ai giờ bán thế là sao ấy tại sao my father for Japan tomorrow ngày sai hay my father cứ singular subject chẳng như là lưu được thế cứ mình ai dọc bàn tê lưu được thế ố bà xanh gì chọn pra chỉ present for của tao mình ai đài nè ok bây giờ highlight bàn chạm trên cho Japan hỏi chẳng lấy chữ pra tầm rạp phát present phải cái pra tầm rạp của đường ra nó tay được cáo để bàn vừa hỏi tại ní dựa toàn vừa tê nó phải sai nó nhưng chắc chấm lại đừng trâu cáo ai dọc bán cái mình tại is living hay đừng lưu tê miệng biên thì miệng tay is living hay đừng lưu thì ta chậm lại nó chậm lại trầm trừ but lives nếu như trâu tăng về có miệng em ai trầm trừ cũng chỉ present Paul anh ấy cứ is living cứ nâng bạn ta chỉ present continuous chắc chậm lại trầm trừ để xa xong Paul cứ chậm lại a nó cứ chậm lại a để xa a để xa ra present continuous nhưng ai prao nằm bây giờ lại như rừng rau không nào có được cả bạn thì mà dễ bị future meaning bạn nó present continuous tại present Paul nhưng ọt nhiệt đề nó giờ anh nhiệt đề là present Paul lúc ra tái viết chỉ là timetable chỉ là schedule nè từ giờ anh present Paul xem future time
ban đầm rạp rừng ra tu tới cứ dùng rạp present continuous nè present continuous làm bài gì em biết future meaning ok chẳng dùng lại cứ is leaving my father is leaving for Japan tomorrow nên chạy trên tới Japan ngày dài này thì bài he worked three years sorry he worked there yesterday he mean was mean Russian mean is mean Asian ok tầm rung bài này cái hào ta question take question take mình chẳng bật question take ba bị một cái chia bị dục sọp cho bà sọp cha lại take question này cứ gì này cái thiếu hai bên này gì này cái thiếu anh ấy cứ gì khỏe à chị positive mình chẳng được sao ta này bị positive he was there yesterday bị chia positive mình chẳng cái lại này nhưng tao đã chia negative là bữa nay negative bị là negative mean Asian hai năng a Washington and an Asian nè negative mean Washington and Asian chẳng pi năng ta vẫn cua para Washington rồi cái Asian ok chẳng chỉ thôi đã nó không tầm rung question take dương up đầu cao đi và cao ná tao cao đang với nhật đại chẳng bao nhiêu version để just đấy cao nó tại được cao dương brow c verse chẳng anh ấy cứ tập brow version vậy nhé version vậy chẳng dùng lại cứ wash version version he was there just đấy version he got no tin nút cao em sợ mình mẹ nó ok chẳng mà lùm hạt tí buồn the kid I'm sorry the wind blows the leaves will drop the wind blows, the leaves will drop. Chẳng phải cái where, mean when, mean whose, mean which. Ok, chẳng where, cái lại nà, when, fail nà, fail, whose, robot nà, which. Chẳng phải nà tâm trời, the wind blow, cho bó, thật chờ, thật lẹ. Chẳng cái lại nà, cho bó, thật chờ, thật lẹ mẹn. Cái lại là mình cho bó, thật chờ, thật lẹ, cái gầm mẹn. Whose? Okay, chẳng chấm lại cứ when. When the wind blows, the leaves drop. Okay, chẳng phải thế. Nếu bây giờ, chờ bó, lập chờ chủ. Clear the pram, nếu được gọi là bác the pram, làm hai the pram. The noise of the traffic is always the baby. The noise of the traffic is always the baby. Yeah, the noise of the traffic is always the baby. Wake the noise, the traffic, the noise of the traffic. Noise, cứ just singular noun. You mean the noise, cứ just singular noun. Singular noun thế, rồi cứ singular subject. Yeah. The baby. Chẳng mới be always. Chẳng bảo always, vì chỉ là cái nạn, chỉ habit. Chẳng bảo chỉ là cái nạn habit. Nhưng គួរប្រើគេយើងគួរប្រើ present simple អញ្ចឹងគួរប្រើ present simple យើងមិនអាចដាក់ waking បានទេ មិនអាចដាក់ woken បានទេ អញ្ចឹងមានតែ wakes ហើយនឹង wake តើយើងគួរប្រើ wake ឬក៏ wakes អូខេចម្លើយបាត់យោងតាម subject verb agreement ក្នុង present simple កាលណា subject នេះ គ្មាន s ឬ subject ជា singular subject យើងត្រូវប្រើ verb ជា singular ដែរ អញ្ចឹងបើ subject អត់មាន s verb ត្រូវមាន s អញ្ចឹងចម្លើយគឺ wakes wakes the baby right wakes the baby up regard the noise of the traffic always wakes the baby regard wakes the baby up wake the baby up Pramoy you have any question please contact me you have any question please contact me should could have could đồ mối anh hiện đã tha can can chẳng người miền shoot mình could mình have mình can anh chẳng chậm lại bên nào miền sầm núa ai chậm đẹp tầm đâu khi nhầm bàn anh chẳng could have you have a question or card can you have a question? Can you have any query? Query is no word can hear. Chứ lại cứ việc should. Should is mà biết thả if, right? Should is mà biết thả if. Chẳng should thì ai prai dùng if bàn. Chẳng should ní. Yes, mean be if. Chẳng should you have any question, please contact me. Rồi if you have any question, or if you have any queries, please contact me. Chẳng dùng lại cứ should. Tiếp bằng bì cứ Mr. Lee Cookwell. Sorry, Mrs. Lee Cookwell. Does any?
that's any Mrs. Lee Cockwell, that's any chẳng any chỉ là cái nè chào ta positive agreement đi đấy positive agreement chẳng hạn lỡ những chuột negative agreement những prior neither đi co either chẳng hạn đó là positive agreement là này bị mục này chỉ positive chỉ là cái nè positive sentence chẳng hạn này trong prior so được cái thứ nè chẳng lẽ này miss Mrs. Lee Cockwell does any chẳng chấm lại cứ so does any so does any right những prior so and to đó bây giờ ai prior ta Annie cook well too đấy có so does Annie Mrs. Lee cook well so does Annie chứ những like cứ bị chứ sầm ran nó có non positive agreement cứ dùng pra so nè so and to ok à lời dùng phần năng sẵn chắc vừa tay phần năng hay là sao lùm hạnh hàng cầm ní, phụ dương mơ mà plate mất thà ai thua bàn tê, nè thua bàn tê chậm lấy, nè nè nè, vì mũi đo bằng pi, rồi mai về pi là gì bản năng sẵn hay, bồn xả thua lùm hạt hàng cầm ní, là mơ mới thà chết thua luôn ai đại tê, ok, con tràn, mơ tới nè, mơ tới hay xả thua là mơ chết thua thế, hay comment chậm lấy bạn đã nơi hàng cầm video mà con tràn, bye bye.